Rồi, ok, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại. Ôi, ui. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Tớ Một Triệu Lo Ron của mình ha. Ngày nào đâu ra mình quên quay. Thì mình vừa quay thì mình cũng lên bảng luôn. Rồi, thì hôm nay mình sẽ có kèo đối đầu với lại Murat ở đường Tà Thần nha anh em. Đấy. Thì mình sẽ đi đi top trận đấu này. Thì đi kèo với Murat á thì các bạn cầm một con Lo Ron này là rất là phù hợp luôn nha anh em. Tại vì mình trong nhiều trận là đối đầu với Murat là mình có làm rồi. Đấy, bây giờ cứ Murat cứ đặt bóng ở đâu thì các anh em thảy chiêu một bên đó, rồi anh em cứ dùng chiêu hai anh em bay đến anh em cấu. Đấy nha, solo kill nè. Đấy, ok, nhẹ nhàng việc nhẹ lên cao nha anh em. Trận đấu này thì mình sẽ lên giày hậu vệ nha. Đấy, Murat thì cứ đợi Murat đặt bóng ở đâu là mình sẽ me và bắt Murat ở đó nha anh em. Nó cứ đặt bo đặt chiêu một xong rồi dùng chiêu hai, hoặc anh em cứ cấu để từ từ thôi. Đấy, rất là đơn giản luôn. Nhưng mà đầu tiên là anh em phải làm được một cái điều, đó là anh em phải xác định được là cái bóng của Murat nó nằm ở đâu nha. Nhiều khi Murat nó đặt bóng trong bụi á mà nó không có nằm trong cái tầm nhìn của mình á, thì nhiều khi anh em đoán nó không, anh em đoán nó không đúng. Còn nếu như đó mà khi mà Murat đứng trong bụi mà Murat bay ra mà nó nằm trong tầm nhìn của anh em á, thì anh em Murat lúc mà Murat bay ra thì anh em cứ quăng cái chiều một vào trong cái bụi ngay ngay chỗ tầm nhìn của anh em á, rồi sau đó anh em cấu đĩa. Đấy, đấy đấy đó, thấy không, đi giật về đi. À, lần này anh ấy không có giật về, anh yên này. Lúc nãy là bị mình hạ nên là rút kinh nghiệm anh em, rất là tinh nha. Đấy, đấy, ví dụ như bây giờ đó mình không thấy được cái size của Murat mà không biết là Murat đặt trong trong đặt bóng trong cái bụi nào thì anh em đừng có vội quăng cầu nha. Đấy, nếu như mà mình không thấy á mà Murat nó bay ra kiểu đó thì anh em cứ quăng cầu ở một cái nơi nào đó để anh em chạy thoát thôi, nó thoát được cái chiêu cái ảo chạm của Murat. Đấy, như thế này nào là mình không có tầm nè, không có sai của Murat nè. Đấy, thì mình có thể là đầu tiên là mình vô bụi mình ẩn nấp. Đấy, để nép cái tầm nhìn của Murat. À, thanh niên không rút về, thanh niên biết mình lên đó để bắt cái bóng nên là không rút về. Đấy, khá là bị một lần nữa nha, một lần và một lần nữa nha. Ồ, và để xong rồi nồi. Ồ, vẫn chạy được mấy bạn ơi. Đấy, nên là bây giờ mình phải đổi chiến thuật khác. Đấy, ví dụ như trường hợp này đấy, như nhiều trụ là mình còn con xương nè. Ui, ông đu đam kìa. Đấy, như trường hợp vừa rồi đó là Murat đặt bóng lộ thiên như thế mà Murat bay vào trụ thì chắc chắn một điều rằng là khi mà bay vào trụ thì Murat sẽ phải giật về. Tại vì nếu như mà không giật về á thì trụ nó bắn cho về tới đàn luôn. Đấy, nên nó là cứ Murat cứ bằng trụ thì anh em thấy bóng của Murat ở đâu anh em cứ nhảy ra đó. Rồi thì mà tại vì thường Murat vào trong trụ là Murat sẽ ảo ánh chạm. Đấy, để né né cái một là dùng cái chiêu hai, hai là dùng cái ảo ánh chạm để né cái đam của từ trụ á. Đấy, nó quấn nó luôn, quấn nó luôn. Ôi, mình bị đóng băng rồi bạn, nên nó là mấy bạn cứ chừa công ty lại đó, bay ra xong rồi dùng công ty lên người của Murat là chắc chắn là sẽ dính. Ngộ không, ok. Thì cái kèo giữa cái kèo Lorion với lại Rishi kết hợp với nhau là mình cũng đã làm ở những video trước rồi nha. Đây là một bộ đôi cũng cực kỳ mạnh đó anh em. Mua Lorion với lại bắt luôn. Ồ, chạy nhanh quá. Lorion, Rishi hoặc là Lorion với lại Lorion với lại Gata. Rồi, còn về tướng đỡ đòn á là Lorion với lại Severa hoặc Lorion với lại Malok. Đấy, mà tem mà có cả Lorion, có cả Malok và có cả luôn cả Gata nó thì cực kỳ mạnh luôn các bạn. Thì lúc đó là Lorion, ôi coi này xong rồi, lúc đó là Lorion sẽ là đi support, Malok đi top và Gata sẽ đi mid, thì bộ ba này sẽ cực kỳ mạnh nha. Rồi cho tranh tổng, tại vì đây là những con bài mà dồn sát thương đa mục tiêu khá khá là tốt luôn. Đấy, sóc đam nữa, khống chế nữa, nên nó là
Theo mình đánh giá là mình đánh rất là nhiều quay, rất là nhiều trận và gặp nha. Rất nhiều vị tướng thì mình thấy là cái bộ ba này kết hợp cực kỳ mạnh luôn nha. Rồi còn về mình nói về cái bộ hai mà như lúc nãy mình vừa kể á, đó là cái bộ hai nó cũng khá là mạnh nha khi mà đi chung với nhau. Nếu như các bạn không có bộ ba thì đi bộ theo bộ hai thì cô đó cũng rất là ok luôn. Đấy, em mua đá đâu? Ồ, đâu rồi? Thầy đen này rút kinh nghiệm nãy giờ mấy lần rồi là không rút bóng gì nữa đấy, không cứ chém mình vậy để vậy thôi. Rồi đấy, thấy thấy mình dùng hết chiêu thì mới rút bóng về, nên là những anh em như thế này là anh em phải về chừng nha. Đây 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 đây, đây tính ảo giảm mình nữa nè. Đấy, mình trong pha này chắc có thể là mình không về, mình đợi cho cái cục máu đó, nó sắp hồi á, anh em thấy không? Ui, pha đó mình còn tốc biến, là mình tốc biến lên, mình đập cái chiêu bảo đồ trường vào trong cái đấy, anh em thấy không? Cái cục máu nó gần hồi rồi đó. Thôi nhưng thôi mà mình về đi, cục máu này không đủ hồi cho mình đâu. Thì khi mà, nếu như mà pha đó mình có mình có tốc biến thì mình có thể tốc biến lên tùy ngay cái pha rút về của Urat, là pha đó mình có thể ăn nha, nhưng mà pha đó mình không có tốc biến anh em. Nhờ đường giữa sẽ là cái kèo đối đầu giữa điêu thuyền với lại điêu thuyền với lại Rishi, còn đi support cho team mình sẽ là bạn Illumia đấy. Không đây nè, đấy anh em biết mình lên là không giật bóng vậy nha anh em. Đấy, đi luôn nè, không cái giật bóng về là pha đó là toang với mình liền á. Đấy em thấy không, mình cứ thấy là đấy, mình cứ đặt chiêu cấu rẻ thôi. Đấy thanh niên chạy ha, lấy ăn được máu nha. À, đi thuyền lên, đi thuyền lên, đi thuyền lên. Ồ, và này chắc xong mình quá. Rồi, rồi, ăn nhanh luôn, ăn nhanh luôn, ăn nhanh luôn. Ok, có được cái thần trận của Illumia nên là pha này mình ăn nhanh được cái chiêu của điều thiền nha các bạn. Rồi, trụ này trước sau gì thì nó cũng nổ rồi. Nhưng mà cố gắng lấy cái trụ đường trên các bạn này. Để tính gì tính. Đấy, mình sẽ cố gắng mình bảo cái trụ đường trên. Một ráp chắc có thể là đang di chuyển lên đây nè. Rồi, lấy gì được rồi, về, 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 đấy. Một ráp lên này thấy không? Đấy, ảo anh chạm đấy. Bây giờ là mình sẽ không, mình sẽ rất là khó bắt bóng của thanh niên này nha. Thì bạn ấy biết là mình dùng cái chiêu một để mình đẩy ra bắt bóng nên là không, nên này không không có chạy về. Đấy, ảo anh chạm không? Ảo anh chạm không? Đấy. Ok. Rồi ăn ăn kinh công đi, ăn kinh công đi, ăn kinh công lấy lợi thế nè. Nên đây á, là một cái tip cho anh em khi mà cầm một cái tướng pháp sư để đi đối đầu với lại cái sự ảo diệu của Murad nha anh em. Rồi rồi luôn luôn luôn. Ồ. Đã chơi mà còn gì nữa đâu. Ăn ăn kinh công đi, ăn kinh công đi, ở đây nè, đây nè, Rishi bắt bóng nè. Rồi xong rồi, pha này xong rồi, Murad rồi. Xong rồi còn gì nữa. Đánh vô vừa gặp chỗ vừa anh em. Murad là thấy mình lên nên là đặt bóng đó nghĩ là an toàn, nhưng mà ai ngờ bị Rishi nó bắt bài đứng chờ sẵn luôn. Dạ đây ơi, về 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 nè, chờ sẵn nữa nè. Ù nhanh đấy, nhanh đấy, tí nữa là xong với Rishi nữa. Trận đấu này có vẻ như là Murad là hơi bị khổ rồi. Quánh đi thì luôn, quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn, cũng đi nằm đi ra rồi, pha này lụm luôn, còn gì nữa. Lấy trụ luôn, lấy trụ luôn, lấy trụ luôn, lấy trụ luôn. Ok, bài được cái trụ nha. Ê, cho bạn hai thằng ra kìa, hai thằng ra kìa. Ôi, xong rồi. Ồ, bài này chắc xong rồi quá. Ôi, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Hồi máu rất ghê, mình có cái giáp phóng khổ mà. Có ao nhây. Mình có cái giáp phóng khổ mà. Đi đen hay. À, đây đây là cái sức mạnh của giáp phóng khổ nha anh em.
Và anh thấy là mình được hồi máu khá là nhiều luôn á. À, đó, trong khi mình còn có tầm khoảng 2.000 máu à. Mà Murad với lại Ngộ Khô là còn hơn nửa cái máu không. Mà mình vẫn win được. Vẫn ăn ngay được, phải đó vẫn cân hai được. Rồi, máu này có vẻ như là đã đóng hòm rồi các bạn. Rồi mình có sách luôn. Mà giờ này lên sách thì cũng sao thì phút 11 mà, nhưng mà team bạn lại bị mất lợi thế nhanh quá. Mới phút 11 thôi, gần phút 12. Còn cái này ngộ không ra là lên bảng nữa nè. Ồ, có đi tiền rồi, có đi tiền rồi, đây đây. Gõ đi, gõ đi, ấy, ngộ không bây giờ gõ không ăn nhầm gì mình luôn, siêu nhê luôn các bạn. Ôi từ từ cẩn thận với cái chiêu đóng băng của con điêu thiện nha. Từ về về nhẹ nhẹ cái. Mua gác nè, mua gác nè, tóc biến nè. Ôi cho mình đứng vậy. Ồ mình bị tình trạng này hoài luôn á em. Rồi ok. À mua gác luôn, rồi rồi vô luôn nè. Vô anh này chạy đâu nữa, rồi hất tung hai người. Quánh quánh quánh. Ok. Điện thoại cho mình luôn nha anh em. Rồi 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 quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn con Ngộ Khôn này nè. Quánh luôn. Rồi Ngộ Khôn chạy đi đâu với mình nữa. Ồ mình dính cái chiêu cuối của. Ui mình dính cái chiêu cuối của thằng Alice anh em ơi, nên là tao đó mình bị mất một cục máu á. Ba đường siêu cấp rồi, trận đấu này có vẻ hơi khó thở với team bạn rồi nha. Nhưng mà lưu ý rằng là trận đấu này team bạn còn John nha. Còn John thì nó đép đường rất nguy hiểm, với lại team mình máu mỏng không à. Nhưng mà được đổi lại là team mình dồn đam. Dồn đam khá là ghê. Với lại có thêm cái Willian nó tàng hình nữa bạn. Anh công đi, Gaga anh công đi. Ăn anh công là win luôn đi. Rồi 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 đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, câu nó câu nó. Ôi do nó tóc biến kìa, quánh do luôn, quánh luôn. Ok Joker hạ được do này rồi, lụm luôn đó cô kêu, rồi pha này win luôn đi chứ còn gì nữa. Còn không về về giờ cũng đâu có đép nổi đâu, thì tay mình còn còn cả bốn người đâu, còn có thêm cả in I, Illumia Illumina Lati gì đó. Rồi rồi win 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 các bạn ơi. Ok